Thưa bác, con rất quyết tâm tu theo pháp môn thiền tông để được giải thoát. Nhưng thời gian gần đây, con hay thấy những hiện tượng phá con. Con cũng đã quát to, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Hình ảnh đó biến mất, nhưng cứ được vài ngày lại thấy xuất hiện các hình ảnh khác. Lâu nhất là một tuần. Con đã mở đài nghe suốt ngày, mang theo cả đài trong người, nhưng vẫn thấy xuất hiện. Khi thì lời chì chiết, giải thoát à, về Phật giới à. Con không biết làm sao cho hết hiện tượng này. Xin bác chỉ giúp con ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời. Cháu đừng có đối trị như vậy. Cháu đối trị như vậy là mấy cô hồn biết cháu sợ nó rồi đó. Kệ nó hù, nó nhát gì cháu, cháu cũng làm thinh. Tự nhiên nó chán mà không hù nữa. Gọi là cháu tỉnh bơ là không lời nào phá cháu được đâu. Cháu cứ lo công đức thôi. Nhưng công đức của tụi cháu rất đầy đủ. Cứ lo làm ăn, khi nào rảnh mới ghé mắt vào thiền tông. Đây mới gọi là người tu thiền tông chánh pháp đó.